Xin chào cả nhà đến với kênh của mình nha cả nhà. Hôm nay mình đi chợ cả nhà ơi. Mình đi chợ mua một ít đồ ăn. Với lại mình mua đi mua bún riêu cả nhà. Món Việt Nam thì mình thích nhất luôn là món bún riêu. Anh chồng mình á làm đi chợ xong rồi cái ảnh ăn sáng xong rồi ảnh đi làm ở cả nhà. Trời nắng chói chang, mình thì bữa nay không có đi làm cả nhà ơi. Mình mua bún riêu, mình mua đem về rồi mình ăn. Chung cùng mình nha, xem quán bán đồ ăn Việt Nam á, không biết bữa nay chị đó có mở không, không biết bữa nay chị đó có bán không nữa cả nhà. Mời cả nhà cùng đi với hai chồng mình nghe sáng mùa sương nè cả nhà. Mùa sương đây là cái khu nhà mình ở. Đường quen thuộc gần nhà mình nè cả nhà, thì từ nhà mình lại chợ cũng gần chứ không có xa, ngồi xe khoảng 10 phút 15 phút. Này chồng mình quẹo đường tắt cho nó lẹ nè cả nhà. Đây là cái quán người Mã, quán lề đường, quán người Mã đó cả nhà. Chồng mình đi qua cái cua đó, cái chỗ đó người ta đi nhiều quá giết nó thành cái lỗ bự đi nó lắc còn hơn là đi thú nhúng nữa. Đây là những cái khu nhà cả nhà, nhà chợt á ở bên Mã Lai đó cả nhà, hai bên đường toàn là nhà. Đây mình sẽ quay cho cả nhà xem đó, hai bên đường toàn là nhà không. Bên đây nhà như vậy á, cả nhà ở khe eo á nghe, ở dưới quê thì mình không biết. Nhà như vậy á, thì mỗi một căn như vậy là khoảng 5 tỷ đổ lên đó cả nhà. 5 tỷ tiền Việt. Còn những cái căn này khoảng tùy theo giá thôi cả nhà, từ 700 đổ lên. 700 đổ lên là có nghĩa là từ khoảng gần 4 tỷ á cả nhà. Rẻ nhất luôn á, rẻ nhất luôn á. Nhưng mà không phải á, ở nhà khu dân cư là rẻ tiền đâu cả nhà, tùy theo khu vực nữa. Mình nghĩ ở đâu cũng vậy. Chồng mình đậu xe ở đây rồi lộ bộ qua bên chợ cả nhà ơi. Mình sẽ đậu xe bên đây rồi mình lội bộ qua bên phía kia. Đó, chợ gần vậy đó cả nhà. Nó lỗ bộ bên phía kia có mấy cây dù đó cả nhà thấy không. Còn mình, cái chị bán đồ Việt Nam thì ở đây, tiệm ở đây nè cả nhà. Chú mèo. Đây là chợ nè cả nhà. Đây là khu chợ mà mình thường đi đó cả nhà. Anh chồng của mình chợ sáng sớm, bây giờ mới có 7 giờ mấy, chưa được 8 giờ cả nhà ơi. Mình vô đây cái mình ken nha cả nhà. Rồi họ đo nhiệt của mình. Nếu như qua 38 độ họ không cho mình vô nha cả nhà.
khu này là khu bán mì tươi á cả nhà. Khu này là khu bán mì tươi á cả nhà. Do nó cơ sai. Nó cơ sai hậu sự. Mì tươi này thì thường người ở bên đây người ta họ làm mì khô ăn á, ngon lắm á cả nhà, xào thịt. Chế đi hãy dụi đèn. Nắng lên à cả nhà ơi. Mình sẽ vào trong đây, đổi phía này cho lẹ. Cái tiệm chị đó người Việt ở bán ở trong đây nè cả nhà. Quán Việt Nam đó cả nhà, góc nhỏ. Bây giờ niêm phong lại nè cả nhà thấy không? Họ không cho mình đi vô đường này. Còn mấy cái quán này là quán khác. Đây là cả nhà, uống bia của mình nè. Tô uống bia của mình mua về nè cả nhà. Mình mua về cái mình thấy cái bịch bún, chị để ít bún quá cả nhà, mình quên kêu chị lấy bịch bự, lấy tô bự cho mình á. Đây cái này là bún riêu, chị có riêu không ta? Hình như riêu của chị là lấy, chị làm bằng nói mà thèm cả nhà ơi. Chị làm bằng tôm khô quá cả nhà. Mình mua gì á thì chỉ có quyết với lại nói chung là tô bún riêu này của chị bán là khoảng 30-40 ngàn tiền Việt Nam á, không có gì trơn cả nhà, có cái giò heo với hai cục quyết hay là cục quyết gì đó, hai ba cục gì đó, với lại mấy miếng đậu hũ mình mua về nhà, tại vì mình sợ ăn không đủ á cả nhà. Ở nhà mình đỡ thêm mấy con tôm vô, tôm này tôm sú á cả nhà, tôm bự với lại đậu hũ á, một miếng vuông á cả nhà, mình sắc cho làm bốn mình bỏ vô nè, mình đổ vô thêm á cả nhà chứ không có nhiều đâu. Của chị á, là bún cộng nhỏ của mình á, mình ở nhà mình còn một ít bún á, cái mình bỏ bún cộng bự vô ăn luôn, mình rất là thích ăn bún cộng bự luôn cả nhà. Mời cả nhà ăn chung cùng mình nha. Ngon. Hình như thiếu ớt. Chưa đỡ bịch ớt nữa cả nhà. Ớt này của chị cho mình. Mê ăn bún riêu lắm. Biết cả nhà có ai giống mình không ta? Mê ăn bún riêu. Cái tô này là mình nghĩ là mình ăn không hết, ăn tới chiều luôn á. Thiệt chứ người ta hô đói con mắt á. Ăn con tôm trước đã. Uống miếng nước, hớp miếng nước. Wow. Ngon quá. Mình xin chỉ nước lèo thêm á cả nhà. Cái này tôm nhà à, chứ trong đây không có. Cái này là bún riêu hải sản. Ngon quá cả nhà. Có nguyên một cái giò heo luôn à. Chị ăn á, chị nấu theo cái khẩu vị người người Hoa cả nhà.
cho nên hả giò heo nó mềm gục luôn nè. Tại vì bên đây á cả nhà hầm mà mềm quá, ý không mềm á người ta không ăn, tôi còn sống mà không chịu ăn, không ăn là ế luôn á cả nhà. Mình thì mình thích ăn khẩu vị Việt Nam. Mình rất thích ăn huyết luôn cả nhà. Lần nào mình đi chợ á, mình cũng đợi chị đó bán á, mình ăn cũng ghiêu hết á. Ngon quá. Thường thì chợ đó tuần mình lại ăn lần, đi ăn lần. Chợ đó chợ người qua cả nhà. Chợ bán thịt heo á, chợ của người qua. Ngon quá. Đói làm cho nhóc trơn, ăn không hết đâu. Tôm nó chắc thịt rồi nhà ơi, ăn nguyên con tôm. Ngon. Người Việt Nam là phải ăn bún quốc hả cả nhà ha. Ăn cũng kêu mà không ăn bún quốc đâu cũng ngon à. Nhiều quá. Ngon ngon quá cả nhà. Ăn huyết thì mới đã nè. Mình ăn mình không thích chấm cả nhà ơi. Mình ăn bún riêu á là mình hấp hết nước luôn, cái nước nó ngọt nó ngon. Cái đầu tôm ở cả nhà mình cũng để vô mình nấu luôn, nấu lấy nước ngọt. Mình rất là thích gặm đầu tôm. Nói quên nữa cả nhà, nói đầu tôm mình mới nhớ. Hồi bữa á mình có ăn tôm á, ăn xong á hai chồng mình ăn tôm á cả nhà. Trời ơi, thiệt chứ ăn xong hả khó thở cả nhà ơi. Cả nhà biết sao không? Tại vì dạo này mình ăn tôm hoài à. Ăn tôm thường á cả nhà làm như nó dư chất đạm hay sao á. Với lại mình bị phong nữa cả nhà. Ý mà hồi bữa chồng của mình á sợ á, không phải sợ, nó biết trước luôn á, biết là mình ăn mình sẽ nổi mình mẩy, nổi phong á, nổi bề đai á cả nhà. Chồng mình gắp bỏ ra dĩa riêng không cho mình ăn nữa đó. Mà hả ăn xong hả khoảng 2 tiếng cả nhà, 2 tiếng sau mình cảm thấy mình khó thở cả nhà, là mình thấy tình hình không ổn mà, là mình biết, là mình biết rồi. Tại vì cái này mình quen lắm, mình ăn tôm là mình bị dị ứng hả, là mình đầu tiên nhất á là mình bị khó thở. Khó thở mà nặng lắm. Không biết sao á nha, mà mỗi lần á dị ứng hả là ốc ác mình nổi cục cục hết trơn á. Rồi cái khắp người nổi luôn, khắp người nổi luôn. Là lúc đó mình hối hận. Hối hận à. Tự nói nè, thôi từ đây sắp tới không ăn tôm nữa đâu, là bây giờ ăn nữa đó. Lúc bị dị ứng mới hối hận thôi, qua xong rồi cái hết hối hận.
Ngon quá. Ngon lắm luôn á cả nhà. Mình thì mình không thích ăn thịt, mình thích ăn rau với lại đồ biển nè. Đậu hũ này tự mình chiên mình bỏ vô á. Ngon quá, xuất sắc luôn, quá trời nhiều bún á, tô này mà ăn không hết đâu cả nhà. Thì chứ hồi đó ở Việt Nam á, mình cũng thích ăn riêu, món mình thích nhất ăn riêu, chứ mình không có mê ăn phở. Còn chồng của mình là biết, cả nhà biết món gì không? Bánh mì, ảnh mê bánh mì Việt Nam lắm. Tại mình không có lò nướng, mình mà có lò nướng nha, mình làm bánh mì cho anh ăn. Bánh mì Việt Nam á, lên mạng học làm bánh mì Việt Nam ăn. Mình thấy bánh mì Việt Nam á, lên mạng học á, họ làm cũng dễ lắm, chia sẻ làm cũng dễ lắm cả nhà, cách làm cũng dễ lắm. Còn con nữa. Ở đây á, huyết heo rẻ lắm cả nhà, huyết heo họ bán rẻ lắm, phải đặt mới có. Mua mà vừa mua mà ta vừa cho, không đặt là ta bỏ hết trơn. Với lại lỗ tai heo đó, lỗ tai heo, đầu heo rồi đó, một cái hả, một cái đầu heo hả, lỗ tai heo, đầu heo á, cả nhà mua một cái chỉ có 5.000, 5.000 tiền Việt Nam mình á, mà người ta còn cho thêm á, ta nói mình mua một cái, nói mua một cái không biết làm sao bán. Mình mê ăn lỗ tai heo lắm. Ủa mà ta mà mình thấy trong mấy cái tiệm á, quán ăn á, quán ăn tự chọn, quán cơm tự chọn ở Malaysia đó, cũng có món lỗ tai heo á. Sao người ta có ăn mà sao bán rẻ chứ ta? Hai cái lỗ tai heo mà chỉ có 5 đồng à. Mà không phải hai cái lỗ tai heo không đâu, nó bắt đầu từ cái sống mũi xuống luôn cả nhà, nửa cái đầu heo á, no quá cả nhà ơi, ăn không hết á. Thì chứ người ta hô đói con mắt tao ngộ á, mỗi lần mình quay video một mình là chợ mưa rồi cả nhà, ở ngoài chợ mưa 5 gram nữa rồi. Giờ này bên đây ngày nào mưa không? Không mưa cũng đỡ cả nhà ơi, cho hả người dân ít ra ngoài đường một xíu, chứ dạo này bên Malaysia dịch bệnh quá trời luôn rồi. Dịch bệnh mà nhìn mà xem mà bản tin mà muốn khóc luôn, nó lên hoài, từ hàng 100 đổ lên không á. Không có ngày nào mà dưới 10 người cho hiếm, 50 đổ lên. Mình thua rồi đó cả nhà.
Ăn hết nổi à. Trời đang đang mưa cả nhà. Không biết cả nhà có nghe tiếng rắc 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 không? Trời mưa đi. Mưa lớn nên đi ai buồn biết liền. Hồi đó ở Việt Nam á, trời mưa một cái là chị em hàng xóm đồ súng nhau đi lụm xoài cả nhà. Không biết cả nhà có ai giống mình không? Xách bọc đi lên đi lụm xoài. Xách bọc đi lụm xoài cả nhà. Tuổi thơ của mình cực mà vui, ai cũng có tuổi thơ hết nè. Bây giờ nít đâu có đâu đâu có giống như thời xưa nữa đâu cả nhà. Bấm điện thoại không, chờ mưa cái là lấy điện thoại ra bấm không. Giờ nít xài điện thoại còn hay hơn mình người lớn. Thôi mình thua rồi đó cả nhà, ăn hết nổi rồi. Căng bụng. Bún riêu hải sản. Nó bún riêu hải sản để sao? Bún riêu tôm. Tôm mà cả nhà. Đầu tôm. Đầu tôm này còn thịt nhóc chưa á. Tôm này mình cắt ngang đầu á. Cắt ngang á, cái thịt nó nhiều. Không mình thua rồi đó cả nhà, nhiều lắm, ăn không hết đâu. Thôi video của mình đến đây là kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã đón xem video của mình và nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới về cuộc sống Malaysia của mình nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Bye.